À, vâng, xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở lại video. Cũng sắp Tết Nguyên đán rồi các anh nhé. Chỉ còn gần 2 tuần nữa thôi để Tết Nguyên đán rồi. Thì nhân tiện đây thì em xin test hàng cho anh Trinh ở huyện Ba Chi, Bến Tre các anh nhé. Đã tin tưởng bên em Huy và đặt cho mình một cấu hình combo cũng như là một dàn karaoke gia đình các anh nhé. Gồm một con đẩy liền vang D68S này, cộng với một cặp loa full B12S và một cục súp F15 Pro các anh nhé. Một phần cục súp Bass 40. Ok, và bên em sẽ tặng ngay cho anh Trinh một phần quà trị giá là 2.800.000 đồng, đó chính là mic VK521 các anh nhé. Đấy, và bên em sẽ hỗ trợ đầy đủ dây jack đi kèm này, đầu cút loa cũng như là dây AV, đúng không? Dây AV và dây 3.5 các anh nhé. Và tổng trị giá thu hộ thì chỉ còn có 24.300.000 thôi các anh nhé. Đây một anh khách hàng quen thuộc bên Nam Huy thôi. Đấy, và thay mặt Nam Huy thì cảm ơn anh Trinh rất là nhiều đã tin tưởng và quay lại ủng hộ Nam Huy. Ok, thì ở đây thì anh em đã setup xong một cơn combo để test, chuẩn bị đóng hàng đi gửi đi cho anh Trinh các anh nhé. Ở dưới này thì đầu tiên sẽ là phân khúc súp Bass 40, một mẫu súp súp điện tự ngắt đầu tiên tại thị trường Việt Nam đúng không ạ? Bên em vừa cập bến năm vừa rồi các anh nhé, đang được các bác khách hàng đánh giá tích cực rất là cao đối với mẫu súp Bass 40 này. Con này thì bên trong sẽ là Bass 40 này. Con này thì em sẽ nói sâu qua một chút thôi các anh nhé, không đi sâu chi tiết. Vì trọng tâm chính của ngày hôm nay sẽ là dàn karaoke gia đình này các anh nhé. Đấy, em sẽ đi qua một chút thôi. Bên trong sẽ là Bass 40 này. Bên ngoài thì sẽ là những lớp bọt biển này các anh nhé. Để chống bụi cũng như chống những con côn trùng có thể bay trực tiếp thẳng bắt loa. Và bên trên này sẽ là lớp căng bằng mặt mạ nhôm phay cao cấp rồi. Bên dưới sẽ là logo này. Bên này sẽ là tem chống hàng giả nhái công ty. Bên trên này sẽ là được dập chìm thẳng một cái logo của EB vào trong vỏ súp các bác nhé. Bên trên này sẽ là lỗ cọc để các bác có thể chơi những đôi bắt 30 hoặc những đôi loa thấy đúng không ạ, loa full. Đấy. Bên cạnh sẽ là hai cái tay cầm. Và về hình thức của cặp loa full V12S này thì các bác nhìn sơ qua. Đấy, các bác nhìn sơ qua về dàn karaoke này các bác nhé. Rất là giống nhau đúng không ạ? Rất là ok, rất là đẹp. Con này thì trưng bày được mà hát karaoke cực kỳ sáng lời các bác nhé. Con này thì chạy bằng một bát 30 và một chép này, một chép kèn đúng không ạ? Bên trên này sẽ là những lớp bọt biển này, bên ngoài chống bụi cũng như chống những con côn trùng có thể bay trực tiếp thẳng bắn loa các bác nhé. Đấy. Bên cạnh sẽ là tay cầm và ốc vít đầy đủ các bác có thể treo tường các bác nhé. Công suất của con này sẽ là 550 đến 759W này. Đấy. Một lỗ thông hơi và loa cây là cũng phải có các anh nhé. Model là V12S, cọc tí nữa cọc đồng nguyên chất rồi. Đấy, em sẽ nói sơ qua một chút thôi các anh nhé. Nói sơ qua một chút cho bác cùng nghe qua thôi. Bởi vì là những con này thì em đã làm nội thất chi tiết khá là nhiều rồi các anh nhé. Em sẽ không nói chi tiết nữa. Ok, tiếp theo đó là một phiên bản đẩy liền vang D68S. Đấy, một phiên bản đẩy liền vang tích hợp đầy đủ tính năng hiện đại bên trong, chống chập chống cháy này, cũng như chống ngủ rít khi các bác hát karaoke các anh nhé. Tích hợp volume tổng mic này, volume tổng của Echo Univert, volume tổng của music bên này, màn hình hiển thị đây các bác nhé. Bên dưới cái dòng kè chỉ này thì các bác có thể chỉnh tốc bass hai cạnh vào delay này, repeat bass trung check, Echo Effect, jack cầm mic cả trước cả sau này, và chỉnh mic tone và chỉnh music control các anh nhé. Và con này có chế độ lau lướt này, các bác có thể trợ lời cho các bác là mới tập hát karaoke các anh nhé. Các bác có thể bật lau lướt để hát sẽ nhẹ hơn và bay hơn rất là nhiều. Ok, và một phần quà trị giá 2.800.000 đồng, một mic VK521 các anh nhé, trị giá là 2.800.000 đồng. Ok, thì em sẽ thử qua tiếng mic một chút cho bác cùng nghe qua luôn để các bác cảm nhận rõ hơn về chất lượng thanh, về mic của con này các anh nhé. Alo, đọc thầy. Hiện tại thì chưa có một chút đây, chưa chưa lì vật nào các anh nhé. Alo, đọc thầy 3 4 5 6 7 6 7 lên vang này, cái chỗ này. Alo, alo, bắt đầu lên vang nha. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 6 7. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 6 7. Ok, hiện tại thì anh em đang đứng rất là gần với loa và súp và đẩy liền vang các nhá, gần như là không có chế độ hú rít nào cả đúng không ạ? Quá tuyệt vời, một dàn karaoke gia đình chỉ trên 20 triệu một chút thôi các bác nhá. Ok, thì bên em sẽ test qua một chút chất âm thanh cho các bác cùng nghe qua. Các bác đang quan tâm về dàn karaoke như thế này, các bác có thể trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để em tư vấn các bác nhé. Ok, tiến hành test qua chất âm thanh một chút cho các bác cùng nghe qua.